Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Người gốc Việt tại Mỹ biểu tình phản đối đoàn Việt Nam dự APEC. Ngày 16 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài biểu tình phản đối phái đoàn của Chủ tịch Võ Văn Thưởng tại APEC. Theo đó, ngày 15 tháng 11, các nhóm cộng đồng người Mỹ gốc Việt đến trung tâm thành phố San Francisco để phản đối phái đoàn Việt Nam do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đang tham dự hội nghị APEC yêu cầu chính quyền Việt Nam cải thiện đời sống người dân, tuân thủ các cam kết quốc tế, mở rộng dân chủ và tôn trọng nhân quyền. VOA dẫn lời ông Lê Trung Khương, một thành viên trong ban tổ chức cuộc tuần hành nói rằng Chúng tôi tổ chức biểu tình để phản đối sự hiện diện của ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước và phái đoàn của ông là những kẻ cầm quyền đã đưa dân tộc đến chỗ nghèo nàn, lạc hậu và nền đạo đức bị suy đồi. Họ đã nhốt khoảng 243 nhà bất động chính kiến và đấu tranh cho dân chủ, đẩy những nhà đấu tranh đến chỗ suy sụp tinh thần, dân oan bị cộng sản cướp đoạt đất đai, cũng như các hình thức tra tấn và bắt bớ người dân với những tội rất bất công. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết những người biểu tình tụ tập tại khu bảo tàng sáng tạo cho thiếu nhi, giờ và tuần hành đến trước trung tâm hội nghị Moscone West nơi tổ chức hội nghị APEC năm 2023 lúc 13 giờ giờ địa phương và hô vang các khẩu hiệu phản đối phái đoàn ông thưởng đã đảo Cộng sản Việt Nam, tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Theo ông Khương, có khoảng 200 người gốc Việt tham gia biểu tình chiều ngày 15 tháng 11. VOA dẫn lời ông Nguyễn Viết Nhân, một người dân ở Stockton, bang California, tham gia biểu tình, chia sẻ. Tôi tham dự cuộc biểu tình với mục tiêu phản đối chính quyền Việt Nam vẫn còn tiếp tục đàn áp người dân. Cá nhân tôi và chắc chắn cũng như người dân Việt Nam mong muốn rằng sẽ có thay đổi nhiều hơn về tự do dân chủ, đó vừa là nguyện vọng vừa là xu hướng của thế giới ngày hôm nay. Một đất nước có tự do dân chủ thì mới phát triển được. Theo VOA từ ngày 12 tháng 11 nhiều nhóm biểu tình khác nhau đã có mặt ở trung tâm San Francisco phản đối hội nghị thượng đỉnh thương mại toàn cầu, nơi sẽ có mặt tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nhà lãnh đạo từ gần 20 quốc gia. Những người biểu tình phản đối doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, điều kiện làm việc tồi tàn và cuộc chiến Israel Hamas. Và đây là hình người gốc Việt tập trung biểu tình phản đối phái đoàn của chủ tịch Võ Văn Thưởng. Trước đó, VOA cho hay các cộng đồng gốc Việt đã phát đi lời kêu gọi biểu tình chống phái đoàn của Việt Nam do ông Võ Văn Thưởng dẫn đầu. Trong khi mục tiêu của APEC là gia tăng phúc lợi cho mọi người, đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện trong khu vực. Chúng tôi khẳng định rằng nhân quyền vẫn là yếu tố cốt lõi của phúc lợi đó, lời kêu gọi viết. VOA cho biết thêm, theo thông tấn xã Việt Nam, sáng ngày 14 tháng 11 giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế San Francisco. Theo chương trình, trong khuôn khổ các sự kiện của tuần lễ cấp cao APEC năm 2023, ông Thưởng sẽ cùng các lãnh đạo các nền kinh tế APEC thảo luận những vấn đề có ý nghĩa then chốt đối với kinh tế thế giới và khu vực, đề ra những định hướng hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác. Ngoài ra, ông thưởng cũng sẽ kết hợp thực hiện các hoạt động song phương tại Mỹ, tham dự và phát biểu tại các hội nghị của doanh nghiệp cũng như tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Trước đó, ngày 14 tháng 11, vẫn theo VOA, tại hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao kinh tế APEC, ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn đề xuất ba ưu tiên hợp tác APEC gồm có tăng cường hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh, tận dụng tiến bộ của khoa học công nghệ, phục vụ tăng trưởng bền vững và bao trùm lấy con người là trung tâm của hợp tác APEC. Không rõ ông Sơn là người phi thực tế hay có tính khôi hài, bởi cả ba ưu tiên mà ông đề xuất, Việt Nam đều vi phạm hoặc thực hiện rất yếu kém. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Người gốc Việt tại Mỹ biểu tình phản đối phái đoàn Việt Nam dự APEC. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chợ, siêu thị ở Sài Gòn đều ế ẩm do kinh tế suy thoái kéo dài. Ngày 15 tháng 11, báo tuổi trẻ có bài, chợ ở thành phố Hồ Chí Minh điều hiu, tiểu thương đóng cửa, bỏ sạp ngay mùa mua sắm. Theo đó, dù đang mùa mua sắm, hàng loạt tiểu thương tại các chợ sĩ lẫn chợ lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn đóng cửa, sang sạp, chưa bao giờ họ rơi vào bi đát như hiện nay. Báo tuổi trẻ dẫn lời bà Nguyễn Ngọc Anh, tiểu thương ở chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, trải lòng. Chưa bao giờ buôn bán tệ như năm nay, các sạp xung quanh tôi họ đóng cửa gần hết. Và đây là hình bài trên báo Tuổi Trẻ. Trong khi đó, Tuổi Trẻ cho biết, tại chợ An Đông, quận 5, khu chợ sĩ lớn nhất nhì Sài Gòn, tình hình cũng không khá hơn là bao. Còn tại chợ Bình Tây, quận 6, báo Tuổi Trẻ ghi nhận, không riêng gì thời trang, mỹ phẩm, mà các mặt hàng gia dụng, tạp hóa cũng ế khách. Tình trạng này không phải là mới mà đã diễn ra suốt từ sau đại dịch Covid đến nay, nhưng không những không được cải thiện mà còn có xu hướng trầm trọng thêm. Vào tháng 5 năm 2023, báo dân Việt có loạt phóng sự, người dân cạn tiền mua sắm, nói về tình trạng ế ẩm không chỉ ở chợ truyền thống mà ngay cả tại các siêu thị. Bài 1 của loạt phóng sự này có tựa đề Chợ ế chỏng chơ, cả tuần chưa bán mở hàng. Theo đó, tình hình thương mại, dịch vụ, mua sắm, bán lẻ tại Sài Gòn từ sau Tết nguyên đáng đã giảm sâu. Buôn bán ế ẩm xuất hiện đều ở các kênh bán lẻ, từ truyền thống đến hiện đại. Theo lý giải của các đơn vị, do người dân hết tiền mua sắm, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, phải thắt chặt hầu bao, Muốn chi cho mặt hàng nào cũng đều phải tính toán, cân nhắc. Và đây là hình loạt bài phóng sự trên báo Dân Việt vào tháng 5 năm 2023. Báo Dân Việt cho biết Sài Gòn có hơn 200 chợ truyền thống đang hoạt động khắp các quận, huyện, nhưng tình cảnh chung hiện nay đều ế thảm. Bài 2 có tựa đề Siêu thị ngược xuôi kích cầu, giảm giá sâu vẫn ế, chật vật thu bạc lẻ. Theo đó, không chỉ tại chợ truyền thống, sức mua tại các kênh bán lẻ hiện đại như siêu thị, cửa hàng thực phẩm, trung tâm thương mại cũng đang giảm rất sâu. Người tiêu dùng có xu hướng chỉ tập trung cho các sản phẩm thiết yếu, cắt giảm nhu cầu cho nhóm sản phẩm chưa quá cần thiết hoặc hàng cao cấp. Hàng loạt các trung tâm thương mại tại Sài Gòn cũng đều ế nhẹ. Gần đây, Passion đã tuyên bố nộp đơn phá sản nhiều trung tâm thương mại khác phải tìm cách kinh doanh mới trong bối cảnh tầng lớp có thu nhập khá trở nên ít lui tới. Không hẹn mà gặp, dân Việt cho biết giải pháp duy nhất của các nhà bán lẻ lúc này là đẩy mạnh hết cỡ cho hoạt động khuyến mãi, giảm giá để kích cầu mua sắm. Và đây là hình những sạp hàng đóng cửa dài ngày. Dù vậy, báo dân Việt dẫn lời lãnh đạo một doanh nghiệp bán lẻ lớn cho biết các hoạt động kích cầu đã triển khai thời gian qua vẫn chưa kéo nổi sức mua trong bối cảnh kinh tế Sài Gòn ảm đạm, nhu cầu mua sắm giảm quá sâu. Các doanh nghiệp bán lẻ từ lớn tới nhỏ đang tiếp tục giảm sâu hơn nữa để kích cầu. Tuy nhiên, tất cả đều chung nhận định phải có thêm nhiều giải pháp hỗ trợ đồng bộ để cấp cứu sức mua quá kém hiện nay. Bài 3 có tựa đề: Cần gấp giải pháp cấp cứu sức mua theo đó, chỉ doanh nghiệp giảm giá để kích sức mua là chưa đủ, mà cần các biện pháp mạnh, đồng bộ hơn là chính phủ, các bộ ngành như giảm thuế VAT, giảm lãi suất vay ngân hàng, tránh tình trạng chần chừ khi triển khai chính sách. Dân Việt dẫn nhận định của chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch cho rằng, để kinh tế sớm phục hồi, phải tăng sức mua cho thị trường bằng cách triển khai kích tổng cầu nội địa thông qua công cụ của nhà nước và công cụ của doanh nghiệp. Với công cụ của nhà nước, chuyên gia cho rằng tiếp tục giảm thuế VAT là cần thiết, đồng thời cần kích cầu thị trường nội địa thông qua tín dụng tiêu dùng. Báo dân Việt cũng dẫn lời bà Lý Kim Chi, chủ tịch Hội lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc giãn nợ hiện nay rất quan trọng bởi sức khỏe doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, hầu hết đều từ lỗ tới huề vốn. Mặc dù vậy, đến nay tình hình vẫn không có gì cải thiện. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chợ, siêu thị ở Sài Gòn đều ế ẩm do kinh tế suy thoái kéo dài. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới